23 tháng 8 2022. Mỹ ơi, Mỹ đang làm gì đó con? Là con đang ăn mướp với cơm mẹ ơi. Dạ, con đang ăn mướp với cơm mẹ ơi. Mướp với cơm với gì nữa con? Với lương nữa. Với lương nữa. Ngon không con? Ngon thiệt á. Ngon thiệt luôn á. Ai nấu cho con mà ngon quá vậy con? Mẹ nấu. Mẹ y nấu á. Dạ chứ. Là mẹ nấu á Mỹ ơi. Giỏi. Dạ mẹ y nấu đó mẹ y ơi. Mướp màu gì đó con? Ừ? Mướp màu gì? Màu xanh lá cây à, màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây. Dạ màu xanh lá cây. Múc canh uống mẹ xem nè, múc nước nè. Nước nào? Nước ở ngoài trên muỗng đây nè. Cháo nè. Nước ở ngoài trên muỗng đây nè. Con chỉ múc nước thôi được không? Múc nước được là giỏi nè. Múc mẹ xem coi. Giỏi. Rồi. Giỏi. Mẹ múc nước giỏi, không bị đổ là giỏi đó. Ngồi xe ra con. Là được chưa? Ba trái bụng á, có gì ba ăn cơm gọi gãi gọi đi ghế mà sang đi đã gọi đi ghế mà sang nhắc coi gãi cho ba ăn. Rồi được. Ừ, ba không có gì hết chứ. Trả lại cái ghế màu xanh lá cây cho ba ngồi ba ăn ha. Chứ ba không có ghế gì hết. Ghế mà đang giờ để ba làm việc còn còn cái đây là để bằng ghế màu đen là để ba làm việc, còn cái ghế màu xanh lá cây đây là để ba ngồi ba ăn. Con có muốn ba đói bụng không? Không. Tại sao? Ba đói bụng nấu cơm cho ba bị mệt bắt xỉu á. Thương quá. Ba đói bụng mà không nấu cơm cho ba là ba mệt ba xỉu luôn á. Thương quá chứ. Con thương ba không? Chắc bụi. Ô mẹ bị gì? Mẹ bị gì con? Mẹ bị sao? Mẹ không? Ờ, con ăn đi. Tự nhiên nước cổ.
thẳng lên con. Hồi nãy mày bị gì? Bị ho. Bị ho? Dạ chứ. Tại sao mày ho vậy con? Bị gì thì sẽ ho? Bị ngứa cổ thì sẽ ho. Giỏi, bị ngứa cổ thì sẽ ho. Để ăn đi con. Con lấy nước con tưới lên rồi con mới múc con ăn hả? Con bắt chước người lớn hả? Con thấy người lớn chan mắm hả? Thấy không? Chan nước mắm lên rau hả? Chứ con gì hay chứ con gì nó bị thương ghê luôn. Cái con chiêu hai cái con chiêu dễ thương ghê. Con chiêu thấy con chiêu đó với con chiêu khác một con chiêu nãy lên đầu luôn. Ô, một con chiêu thấy một con chiêu với một con chiêu khác, cái con chiêu nhảy lên cao luôn. Con chiêu ở đâu hả con? Con chiêu ở ngoài trời nó bay đó. À, con chim ở ngoài trời nó bay đó hả? Người trời với mẹ mà nó đi tuốt ngoài cổng luôn rồi. Nó muốn vô chơi với Mỹ mà nó đi ra tuốt ngoài cổng luôn rồi. Cái cổng của mình màu gì? Màu đen. Màu đen. Con chim nó có thích cái cổng của mình không? Nó không thích đâu, nó muốn người trời với Mỹ. Nó không thích đâu, nó muốn vô chơi với Mỹ. Vậy mình có cần mở cổng cho chim vô không? Có. Có hả? Em chim nó vô mà. Để em đi nó để xong nó rửa mau xong. Để nó tắm đi rồi. Nó về đời với Mỹ. Em chim nó vô quá mà. Để nó ị xong nó rửa mông rồi nó tắm xong rồi nó vô chơi với Mỹ chứ. Mắc cười quá mấy ơi. Mới nói cái nội dung mắc cười quá. Mày nghe mày cũng mắc cười nữa. Vui ha? Vui lắm. Em đi hay em đi nó cũng vui nữa. Em chim hay em bim nó cũng vui nữa. Em bim đâu? Em bim đây nè. Em bim đó hả? Em bim có thích em chim vô đây chơi không? Em bim nó có một cơm ở bên đây nè. Ở đâu vậy? Ở hồi nãy ăn á. Mới ăn rồi sao nó ở trên người của em bim vậy? Ăn mày nói mà nó văng lên cái người bim á. Mới ăn mới nói mà nó văng lên cái người của bim đó. Rồi thôi giờ mới ăn tiếp đi. Mới ăn xong mới ra mới rủ em chim vô chơi. Em bim xong em em kiếm xong rồi đi. Ba nãy vậy nào, ba nãy vậy ba nãy mở cửa cho em đi hay em đi với ba nãy rồi đấy. Khi nào ba nhã về ba nhã mở cửa cho hai em chim với ba nhã vô luôn hả con? Xong rồi đó Mỹ có đi thao á, Mỹ đón cho em chim xong em đợi. Mỹ có cái thao mới tắm cho em chim luôn. Mỹ có cái thao em chim là có cái thao mà đắm. Em chim có cái thao màu trắng. Sao mới giờ Mỹ đủ nước đưa đi thao màu trắng hay sao? Mẹ đi cái ca màu đỏ mẹ tắm ra em chứ sao á. Em rửa mặt xong mẹ tắm ra em luôn. Mẹ tắm đoàn chim của em bim luôn. Em bim với hậu cơm á, mẹ tắm ra em chim với em bim luôn. Hồi nãy em bim với hộp cơm đó, Mỹ tắm cho em chim với em bim luôn. Em bim nó vô rồi tắm ra em hay em bé luôn. Bây giờ em bim nó dơ luôn rồi, mới tắm cho hai em bé luôn. Rồi con ăn đi. Hai em bim với em bim là ba bé chứ đâu. Hai em chim với em bim là ba bé chứ đâu.
Rồi ăn đi con. Mẹ thích nói chuyện lắm. Mắc cười ghê luôn. Ừ. Mắc cười ghê luôn á. Bật cực mình nó dần tắt ở đâu ở trên mặt mẹ hoài luôn. À, bật quạt mà nó bay tóc lên trên mặt mấy hoài luôn. Con vén qua, vén quần lên. Rồi được rồi, ăn đi. Nhìn mẹ ăn ngon quá. Nãy ai cười đó? Mẹ. Nó có là đi sữa đây đây nè. Nó lên cái đồ ăn luôn. Cái tóc hư quá hả con? Bật quạt nó mới ra lại nó hư quá. À, bật quạt nó mới vậy, mới hư vậy hả con? Tắt quạt đi để nó bay tiếp, nó dằn lên mặt đó. Tắt quạt đi cho để nó bay tiếp, nó dằn lên mặt đó. Ừ, thì con thích, con tắt thì con tắt đi. Con thích tắt không? Thì... dạ. Thì con tắt đi. Con đi tắt đi. Làm mấy ván tóc qua nè. Cái quạt nó làm tóc của mấy bay. Rồi, ăn đi. Em bé mặc cái áo mưa màu cam đi luôn. Mắc cười ghê luôn á.
mà tao biết mà trên giờ có hai cái lương luôn. À, màu trắng với màu đen là có hai cái lương luôn. Mà trắng ở ra mà trắng ở ngoài màu hoàng ở trên màu đây màu à màu vàng ở đây hai cái ở trên mặt đen ở trên mà trắng trắng à, nhiều màu quá. Ở đây cũng là mặt trắng nữa nè, ở đây cũng là màu trắng nữa nè, màu trắng màu đen màu vàng quá chừng, nhiều màu quá. Ngon thiệt, ngon thiệt luôn á. Mắt cây nhận ra sạch nhìn dương nhận ra yêu miệng. Tiếng xe của ai đó? Của hàng xóm á. Của hàng xóm á. Không phải của bà ngoại đâu. Không phải của bà ngoại đâu. Tưởng bà ngoại qua chơi ha. Tưởng bà ngoại với bà nhỏ không qua chơi luôn. Tưởng ba đi làm về hả? Tối ba mới về. Ngồi đường đi hết này đến ba nãy sao ba nãy làm gì? Để cái dám ngay chỗ ghế của ba Nhã làm sao ba Nhã tới làm việc. Cái ghế làm việc của ba đó hả? Ba ngồi vô đó ba làm việc đó ha. Còn cái bàn làm việc của ba đâu? Cái mà nó có ba nãy mà cái đây là nó có cái đây nó hơi tiếc, còn không qua lại được khách là không có tiếc nữa. À, ba Nhã mà đẩy cái ghế đó ra là nó cấn cái dép, còn đi qua đường khác là nó không có cấn cái dép nữa, đúng không? Mỹ giỏi quá trời. Con nhắc ba nghe. Ngon quá đi. Ngon quá đi. Ai nấu ngon quá vậy con? Mẹ nấu, mẹ nấu, mẹ nấu. Mẹ Y nấu. Vậy mẹ Y nấu giỏi hay là dở? Giỏi. Dạ chứ. Dạ giỏi. Dạ giỏi. Mẹ biết nấu ăn không? Mẹ biết nấu ăn ta đắt em, mẹ không biết nấu ăn ta mẹ hết á. Mỹ biết nấu ăn cho các em, Mỹ không biết nấu ăn cho Mỹ gì hết á. Các em là các em nào? Các em đây nè. Các em đây các nè. Các em đây với các em gấu, các em chó luôn. À. Bà em luôn. À. Đó, các em của Mỹ đó. Với các em trong vườn á. À, với các em trong vườn nữa. Đây nữa, ba em nè. Với các em trong vườn cũng nhiều em lắm. Các em xem Mỹ ăn đó. Rồi, Mỹ ăn xong chưa? Ăn xong chưa, đi qua chơi với các em đi. Ăn xong chưa con? Đắt em nó ngồi, đắt em chán Mỹ ăn. Đắt em ngồi Mỹ ăn nè. Đắt em ngồi sáng này nè. Đắt em ngồi sáng này, đắt em nhìn Mỹ ăn được nè. À, các em ngồi thế này, các em nhìn Mỹ ăn được nè. Rồi, để mày giữ cho. Rồi mới tập trung ăn đi. Rồi mới tập trung ăn đi. Em Bim nó dễ thương ghê luôn. Em Bim nó dễ thương ghê luôn.
Ngồi thẳng lên con. Múc lên đừng có cúi xuống. Để Pi nó ngồi nè, Pi nó thái mỹ ăn được. Để Pi nó ngồi vậy nè, Pi nó thái mỹ ăn được. Rồi, xong rồi đó. Pi ngồi thẳng á. Pi ngồi đây nè. Pi ngồi đây, Pi ngồi có đổ xay nè. Rồi, được rồi, được rồi. Pi thái mỹ ăn được. Rồi. Pi nhịn vô đi. Rồi, được rồi. Bên nhìn vô cái dĩa bên thấy mới ăn được. Bên đến bên lại bên đá là phát cái tay á, bên sắp té rồi á. À, bên nằm là bên té một phát xuống đây đó, bên sắp té rồi đó. Rồi con ăn đi. Ăn xong chưa con? Đi xong. Ngồi thẳng lên con. Ngồi thẳng lên. Con múc lên con cắn ăn. Cái đây làm ra thái mỹ mỹ nè. Cái đây làm ế, cái đây làm mỹ mỹ. Còn đắng đây là mỹ mỹ. Nhà đen đó là bên nào còn cái màu vàng là mỹ. Cái màu trắng đây là mỹ mỹ, cái màu đen đó là Ba Nhã, cái màu còn cái màu vàng đây là mẹ Ý. Còn cái màu đen ở dưới đây là em bé. Màu đen ở dưới đây là em bé nè. Cái màu còn cái màu đen ở dưới đây là em bé. Mẹ thích em bé không? Thích. Dạ chứ. Em bé trai với em bé gái luôn á. Em bé trai với em bé gái luôn á. Cái đây là em bé trai nè, cái đây là em bé gái nè. Cái này là em bé trai nè, cái này là em bé gái nè. Rồi nhanh đi, con tắt quạt con đổ mồ hôi rồi kìa. Đâu phải đổ mồ hôi đâu. Nó chảy mồ hôi nó mới ngứa. Rồi xong chưa con? Xong. Con no chưa? Đi xong. Đi xong thì ăn đi. Ăn hết luôn. Ăn hết luôn. Lúc nào cũng đòi ăn hết luôn. Giỏi. Mày ăn giỏi quá. Mẹ đang làm gì đó? Mẹ uống nước. Mẹ uống nước. Bùng á
23/8/2022. Rồi mới chào mọi người đi. Dạ con. Có một bà mẹ mà sao có người ba nào ông bà mẹ với mẹ với ba đừng ba rồi đi chơi đừng đâu rồi mới có một người chứ ba nào mới có một người chứ. Con bye bye đi. Bye. Dạ con chào mọi người, dạ con yêu mọi người. Mẹ ý mà mọi người gì? Có một mình mẹ ý mà mọi người gì? Nhưng mà mọi người á, ngoại nè, nội nè, cả nhà xem Mỹ luôn mà. Thì mới nói là mọi người nói chung hết luôn, ai xem Mỹ luôn mới chào hết luôn, đúng không? Ông bà ngoại có tên cho mà mọi người. Ừ thôi, vậy thôi, bye bye nha. Bye bye.